Hi, tôi chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay tôi gồm đi ra ngoài nhà Dương Tư để rủ Dương Tư đi sắn măng, nướng măng ăn nha mọi người. Để biết được cái măng mà nướng lên đó ngọt hay là đắng á, thì mời tất cả mọi người cùng đi sắn măng với lại mấy cậu cháu thường gồm rồi nướng ăn rồi mình sẽ biết mọi người ha. Em đi trước là nó dở rồi đó. Đây mọi người, cậu Tài thì đang trên đường về tới. Tại cậu Tài đi cắt mấy cây sắt rồi mọi người. Xíu nữa cậu Tài về. Giờ đi gà củ Dương Tư mọi người ha. Đây là con gà chuối. Nói chung là ba con này Dương Tư bán mỗi con 1 triệu. Nếu mà có ai mua thì liên hệ rồi Dương Tư bán nha mọi người. Ba con nữa hả? Cho con một 6 con nữa mọi người. Đá của Dương Tư cho mày. Đá của người ta. Đá của người ta nữa này. Nhà của em. Thôi đừng bắt. Dạ chuối anh hai. Chuối. Bây giờ mời được nha. Tết nhất mùng 1, 2 mà mời chuối là có chuyện nha. Chuối. Ăn chuối nhủi hay gì vậy? Nó mới giòn nè, cái miếng ăn trắng được, để chuối chín. Quên, mời cả mọi người nha. Chuối bán không được, ế, em sấy. Đây đi Dương Tư. Đây dành cho caramel nha mọi người. Tội lắm. Lúc á, người ta ăn này nọ cơ mà. Caramel chậm chứ. Ta chạy xe phải an toàn. Ăn cái đầu này cãi con cuộn kia. Đây mọi người, đây cái mục măng này. Mấy cái cục mà này nhỏ nhỏ là mới nhú thôi. Để em bật cho. Em còn đây nè, mục chà bá luôn nè. Cái mục này có lấy không để em chặt cho. Cái mục này mới ngon mà sao gắn được. Ôi, trong này quá trời luôn mọi người ơi. Quá trời đất luôn. Phía trong nữa kìa, quá trời luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ sắn cái mục măng nha mọi người. Đây, cái mục. Wow. Lấy một cái nhỏ này nướng thử coi xem sao. Nướng xong cái vô nhà dì Tư ăn cắp cơm nguội ăn. Bỏ yên rồi. Rồi, 2 mục. Một 3 mục được rồi. Đi xíu hả? Nhiều cái này có toa không nè anh à? Đây mục nè. Bớt hàm đi. Bẻ, trời. Sao mà nổi? Anh hai. Ở dưới đây có cái toa ong bự nè anh hai. Đâu? Rồi, 3 mục, ok. Giờ nướng thử đi. Một mẹ lớn không lạnh, không ra cây luôn vậy. Một cái già vậy thôi, hết già. Làm một đó gì ta? Hay lụm cái mục to to vậy ta. Lụm ra một cái dòng hướng. Đây, xách đi coi, xách đi coi, xin cứ. Mà bỏ 3 mục măng lên nướng rồi nè. Trước giờ thì Thịnh gồm nướng măng gừng không à. Nướng măng gừng thì cái củ nó to lắm thì khoảng nó bự cỡ này thôi. Còn này mình nướng măng tông măng nhà. Nó to quá, không biết là có chín nổi hay không nữa đây. Trời ơi, chơi ốc này luôn. Cái ốc. Cái ốc à. Trời ơi, ớt dữ vậy. Trời ơi, ăn ngon ngon. Mấy đứa này bỏ ăn luôn rồi, nhịn ăn luôn rồi, mình cậu Tài ăn luôn rồi. Bây giờ thì Thịnh gồm sẽ ra ngoài thăm cái đú của con còi cho mọi người. Để coi có miếng ốc nào không? Có ốc đây vô mình nướng ăn trước. Rồi đói luôn, không có con nào luôn. Ủa sao không lên được? Có con cá nữa kìa. Con nào không cách chết ngắt rồi. Ở đây miếng ốc nè. Có 2 con cá bự. Ốc sên nữa nè. Ốc sên đừng ăn, lấy ốc bu thôi. Ốc sên bán được 100 mấy ký đó. 100 mấy ký ai mua không nổi. Đây nè. Hồi lúc đó. Thì cho nó nhanh nè. Rồi được gỡ rồi ra. Bắt cái này luôn đi. Bắt nó lâu lắm. Đâu? To mày.
Nè cái con này nó bự hơn nè. Từ từ. Chắc được tầm chục con mọi người. Ừ, chà bá luôn ha. Ở dưới đây, hai con rồi. Ba con. Nhiều con cua nữa phải. Câu đó. Nó đây nè. Làm gì á? Bắt à, bắt vô mình nướng rồi mình bỏ cái đít nó đi ăn cái đầu thôi. Bỏ cái mông đó. Có một con cá chết. Ba con rồi. Bốn năm con. Chắc có tầm 10 con á. 6 con, 7 con. 8 con. 8 con á. Nè hai con cua nè hai. 9 con, 10 con. 10 con rồi. Con cua nè. Có đắng chỗ mình mất. Cua bỏ con thao đi con gỗ nổi kẹp tao vậy. Có đắng chỗ mình chết. Ôi ơi con này 12 con nè. Ốc đắng chết sạch. Ủa mấy con rồi? Vô cái mặn, vô. Vô. Từ từ. Bỏ tay yên. Bỏ tay yên. Bỏ tay mày. Bỏ tay mày với tao. Chồng ta đang ở nhau bây ra bây bắt vậy nè, mà chia thôi cắt đây vậy nè. Đâu lắm tao rứt cái luôn nó. Trời nó là trời ơi, nó dài. Bữa nay là diện tích. Rồi vậy là con rất con đực. Con này con đực nè. Con này con cái. Bỏ đây anh coi. Bỏ đây là ngay cái đám luôn, đám lửa này cho nó chết nhanh. Nó có con này thả. Đây là cái đây là cái số ốc nãy giờ mấy anh em thường gọi bắt được mọi người. Chứ anh thận mà anh thận không có mần nên để đây tất cả mọi người ha. Đây coi cho đây có con rắn nè. Rắn này bữa thằng còi câu hay là Duyên Tư câu hả? Em câu, lúc em câu chậm nhà Duyên Tư câu là câu chậm cái cha lát ếch câu đây nè, câu không được cái dục của hôm đây. Xong mà cái chiều Duyên Tư kêu có rắn. Em cá. Kêu á, em phát hiện á. Mày kêu hả? Có rắn cá xong rồi cái bắt vô luôn kêu Duyên Tư mà sao sáng gì Duyên Tư quên Duyên Tư. Em kể cho anh Thanh nghe. Hai. Luôn cái con gà nội đó. Duyên Hai biết sao. Rồi câu con gà nội luôn hả? Lúc tới bầu diều luôn chết ngà nồi đá luôn. Giật anh rồi, khác bên cô. Ủa, con đem lên trên bãi. Thấy luôn, đụng nó nữa. Bỏ chứ ngay chỗ đây đó. Ừ. Ồ, đang rắn. Con rắn nữa ấm bớt. To chứ bộ. Đẻ thằng lưng la trong bao. 3-4 ngày sao nó chưa chết vậy? Đây, miếng ốc này chín hết rồi mọi người ha. Bây giờ mình gấp ra mình ăn trước. Để nó khô hết rồi, không ngon. Đấy, gấp ra, đưa ra nhanh, đưa đây. Khác hết rồi. Đổ nước vô. Để cho nó sống lại. Tàu lao ông nội. Sạm hết con nó. Con vô lấy tâm đi Ngân. Tâm nè. Lấy tâm chỉ ăn thôi. Đây. Cái ngon cái đống ngân bán xì lẻ. Mấy Ngân qua ăn đi, qua ăn đi rồi anh quay cho. Cắt cho anh con được rồi. Mày nhìn là mày lẻ anh ăn. Ngân bán xì lẻ tâm rồi. À Ngân bữa nay đi bán giấy số luôn nha mọi người. Nó đeo có vỏ đó. Cái vỏ đâu rồi? Cái vỏ đây. Cái vỏ của anh Hai à, mấy anh em thượng gò mà làm YouTube rồi sẵn tiện nó đi bán giấy số kiếm thêm mọi người ha. Giờ dịch dùng á, có tiền xài. Dịch quá bán giấy số kiếm thêm. Nó chín không mày? Xong chín rồi đại. Bỏ cái đít nha, bỏ đít nha. Nè bỏ nè. Rồi chấm miếng muối mời tất cả mọi người review thử của đại ngon không? Chưa? Rồi. Cánh nè. Con nặng rồi, con nặng rồi. Rồi, hết. Em mời cả nhà mình con ốc nha. Đây. Đây ngon. Cái tâm dài dài con, phải hai cây đâm vô chỗ. Nóng. Sao? Nóng chứ gì ông nuốt. Nóng. Ông cắn chắc bể cái bao tử một bóng anh đi ăn nước nóng rồi phải không? Sao mà không? Thôi rồi mà tất cả mọi người con ốc bu đen nha, yếu lộn, ốc bu vàng nha mọi người. Mình ăn mình bỏ cái phần đít đó đi. Cái phần đít màu đỏ, cái trứng đó, thì mình bỏ đi, mình ăn cái đầu thôi mọi người ha. Mời tất cả mọi người nha. Quá ngon. Lại con à. Lại không ngon. Đây, mời cả nhà mình con ốc nè. Đây là ốc bu nha cả nhà. Bốc khói luôn. Dây rồi tại ha? Dây hả? Dây như mày gà. Con ốc này nó giòn hơn ốc bu da đã đem luôn Duyên Tư. Mà có cái này ăn được phần đầu thôi. Mời cả nhà nha. Con hết thấy mà. Ăn đi. Không còn đi. Wow, con này bự. Ăn vô. Chấm miếng ớt kìa, chấm miếng ớt vô kìa. Trời ơi. Đã chưa? Được miếng ớt rồi. Mà cả nhà mình con nữa nha. Xuống à.
dài đã. Nghĩ ngáo thì khùng mọi người. Cảm ơn nè. Ăn coi đúng luôn cây họng luôn tao. Tao đã làm hết rồi, sạch rồi tao mới cho mày ăn chứ không lẽ tao dơ đem cho mày ăn. Cũng ăn cũng ăn xui. Cũng cây gót rồi. Đây, thằng gòm mời tất cả mọi người ha. Thằng gòm đen nó lấy cho thằng gòm ăn nè. Mời cả mọi người con ốc bua dài nha. Chờ cái này coi hồi khác. Ồ nó trái luôn rồi. Này mới mang sách chín nè. Mình nướng cái này là mình để nguyên vỏ mọi người, đừng có lọt vỏ. Nướng nào cháy hết vỏ là ở trong ruột nó sẽ chín. Nó mềm rồi đó. Mềm chưa? Mềm. Đây, bây giờ nó chín rồi mọi người. Nó chín ra lột rất là dễ luôn ha. Cái củ to lắm, lột còn chút xíu à. Cái củ hủ dừa. Đây. Thì tay súng ở miền Tây chứ mới giờ đây ăn măng nướng lần đầu luôn, mời cả nhà mình nướng măng nha. Nghe con đó giờ không biết ăn măng. Ơi, sao vậy ngay? Ăn cậu nhai xong rồi cậu nuốt vô chép mấy cái hay cảm nhận. À, thử coi như thế nào. Ăn thử cái đồ. Chép dữ vậy? Già cháy bà. Không có răng để nhai. Ủa mình nuốt đi. Ông. Thường muốn không có đắng đâu. Chừng ngay nhai hoài. Kêu ông chép mộng, ông chép tới chịu luôn hay sao trời, chép phải cảm nhận chứ trời. Cắt lộn. Đáng gì mà hai. Nhẫn nhẫn thôi. Sao bên này? Nước vô hồi không ngọt nghe không? Được. Nhưng mà cái hậu nó ngọt đúng không? Ừ. Nước vô mới ngọt. Đúng rồi. Còn nhai còn đắng. Coi cảm nhận coi. Cay. Trời. Đắng. Cài. Tao kêu nó ăn măng cảm nhận, nó cảm nhận ớt. Mà lại cả mọi người miếng măng nha. Không có hết khúc rồi. Mòn quá. Mời cả nhà nha. Cái măng này á, ăn vô thì mới lúc đầu nó hơi nhẫn nhẫn mọi người. Nhưng mà nuốt rồi á, nó sẽ có cái hậu ngọt. Ngọt nghe. Cắn ngon hơn. Ngon. Mời cả nhà mình miếng nhị của măng mạch tông nha. Ăn cái dồi cùng gì á. Ừ, cái nhị nó ngon hơn nha. Ngọt hơn. Làm thì gắn nha. Làm gắn hả coi? Dạ. Làm gắn hả? Dạ. Đây ngốt nước cho hàng con. Đây mời tất cả mọi người cái lá mía con gắn nè. Lá mía mọi người. Để con ăn thử kìa. Chú. Này có sao, có chín không? Được. Nè. Ủa. Cảm ơn cha. Mời cả mọi người. Quá trời cay. Ừ, chú. Thôi con uống coi. Còn xíu con nướng ăn. Thôi rồi, chăng. Ừ. Gắn ngon kìa. Cái này mới ngon. Rồi cả nhà mình miếng măng nha. Ăn nắng đi. Ăn hai ba khúc á. Ngọt hơn ngọt. Yeah. Ngọt hơn ngọt đã không? Cái Minh Hồng nè. Nè. Tự nhiên nó mà tỉnh dậy một cái chứ. Sao không ra tại trời ơi nó xé cực khổ vậy, xé vậy nè toàn xương không à, cầm con rắn vậy đúng không, cầm vậy đúng không, chấm miếng muối vô nè. À. Rồi nè cầm nè đưa vô miệng tao nè. Ê! Mời cả mọi người nha, dừng nè, dừng tay mới cho em mà. Ừ, quá ngon, dứt nát rồi hay cho khác nè đó, thôi chỉ cho ăn mà thiệt. À. Cảm... muối mời cả nhà mình ăn. Ủa xương nè. Nè ăn bóc mấy ngon mọi người. Mọi người nghe không? Cái đọt măng ăn ngon lắm mà mọi người, cái lá đó. Ăn được không? Dự tư ăn giống như khỉ ăn mì. Nhiều quá đụng vô cái nó lên đồ. Má không nói là đồng mì nướng ăn. Đồng mì hả? Ừ. Nghĩ là nướng. Quay trước á. Trước giờ chào cậu nó. Bự lắm. Mà cảm ơn mọi người nha. Đẹp quá. Ông ăn lấy hơn hết cây ớt tôi luôn, ông đông cả lòng luôn. Này. Mười mấy trái à? Trời. Dường hai ông láo ăn với Ly với Ngân. Ly ăn được.
Chuyện hai tấm muối con ăn được đúng không? Hả? Chuyện hai tấm muối con ăn được đúng không? Cay không? Không. Thấy chưa? Mấy ăn cắp vô nhà dì Tư được chén cơm rồi người. Nhìn thấy ngon chưa? Thấy không? Tao mới ngừng hộp đi. Thấy không thật? Còn nén 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 thấy đẹp không? Má em nén như cơm cuốn mày. Đem cơm vô ăn còn kêu nén 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 nữa. Nén cho nó nhiều. Sớ lại nè. Con ra mà đâm tàu lâu rồi. Cảm ơn người miếng cơm nha. Cơm đẹp lắm á. Chị măng nè, cái lọc đã lắm rồi. Nhìn anh hai giống như người mới ăn được ăn cơm. Giống như đói từ năm nào. Ba anh em mày thì mời cảm ơn người miếng măng. Đã rắn mà đắng vậy. Mời cảm ơn người miếng măng nha. Măng cái cơm mọi người. Còn nó múc cơm vô ăn mà ném xuống như cơm cúng vậy. Cái nào cũng có khác luôn. Trời. Quá ngon. Bây giờ cũng chiều rồi. Hơn 5 giờ mọi người. Mấy những cháo thường gòm thì ăn cũng hết rắn rồi. Còn măng thì ăn không có hết được. Tại vì nướng chưa chín tới nó cũng còn hơi nhẫn chút xíu. Để bữa sau mình nướng cho nó chín tới ăn cho nó ngon hơn nha mọi người ha. Bây giờ thường gòm xin cân cứ thú clip tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của cậu cháo thường gòm. Nếu như yêu quý cậu giáo thường gòm giúp cậu giáo thường gòm để lại một like, được đăng ký, được chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye chào mọi người nha. Bye.